Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay Vịnh Sơn lại về một chiếc máy phát điện Elemark SH5000. Các bạn có thể thấy được hình thức của SH5000 trước mắt các bạn. Chiếc này là hàng Nhật nội địa luôn, Elemark các bạn nha. Elemark SH5000. Elemark là hàng Nhật nội địa duy nhất ra điện Zin 220. Các bạn có thể thấy được. Thông tin thì các bạn cứ tìm hiểu thông tin trên mạng. Chỉ có duy nhất Elemark là hàng Nhật nội địa, tức là made in Japan, ra điện đúng 220. Công suất trước này thì các bạn có thể thấy được là thông số kỹ thuật đây. Công suất nó là 4,5 kVA, là công suất mắc tải. Công suất bình thường là 3.2. Dòng điện 220 và tần số 50Hz. Củ phát Sawa Fuji, là hàng này là hàng Nhật nội địa. Ok. Trước đây chúng tôi cũng đã có một con SH4000 mới tinh thì chúng tôi đã bán rồi, các bạn có thể thấy được SH4000 và SH5000 là anh em với nhau. SH5000 thì cũng rất là lớn hơn. Con này thì siêu nồi đồng cuối đá, cực kỳ nồi đồng cuối đá. Và cái phong cách, cái củ Sawa Fuji là hàng cực chất, càng chạy lâu càng khỏe, càng bền, càng khỏe luôn. Các bạn có thể hình thức con này quá đẹp, 99% thiếu thùng cắt tông thì nó là hàng mới à. Đây các bạn thấy không có tí nào gọi là cũ mà. Này hơi bẩn tí, tôi lau đi sẽ sạch. Miễn bản, hàng này miễn bản, độ mới nguyên bản miễn bản. Động cơ Honda GX 270 đập nổi luôn đấy nhá các bạn nhá, hàng xịn 100%. Trước này thì đang được bán mới trên thị trường với giá là 36-38 triệu. Các bạn thông tin các bạn có thể lên Google search Elemark SH5000 và các bạn sẽ thấy được các cái đơn vị hiện tại đang bán chiếc này ở 36-38 triệu. Chúng tôi bán tại Bình Sơn một chiếc máy như thế này mới 99% như này, chỉ thiếu duy nhất cái thùng cắt tông, có giá là 16.500.000, 16.500.000 các bạn nhá. Giá này là giá chất rồi, không có một giá nào là tốt hơn được rồi. Các bạn có thể thấy được máy nó mới tinh như thế này, 99% chỉ thiếu 1% là không có thùng cắt tông rồi thì là nó mới hoàn hảo 100%. Chúng là 16.500.000, rẻ hơn so với các bạn mua mới được gần 20 triệu đồng. 20 triệu đồng để các bạn mua một cái thùng cắt tông thì các bạn thấy được cái máy này là các bạn nếu mà mua cũng rẻ như thế nào. Và cái hàng này thì chúng tôi vừa về được khoảng 5 phút và tôi lập tức tôi quay video luôn, rất là phấn khích vì là hàng rất là mới và giá rất là phù hợp cho bà con. Vì thế là mình rất là thích, mình lập tức quay lên để cho mọi người có thể mua được những cái chiếc máy tuyệt vời như này, chất mới nguyên bản khá rẻ. Ok, rất đẹp. Hiện tại thì bão liên tục đổ bộ Việt Nam và các bạn mua ngay SH Elemark 5000 để chống bão. Rồi với cái công suất 4,5 kVA như thế này thì các bạn yên tâm sử dụng gia đình, công suất này thoải mái luôn. Cho các bạn có thể sử dụng được điều hòa 12.000 quạt mát chiếu sáng, rồi là tủ lạnh, tủ kem, tủ đá, thoải mái. Sang bơm okay. Liên tục. Các bạn nếu mà muốn mua thì vui lòng liên hệ luôn 0961349345. Chúng tôi sẽ gửi hàng cho các bạn. Các bạn lưu ý hộ tôi với bên tôi là không ship code. Đối với những dòng máy nặng như thế này, cồng cần như này không ship code, chuyển tiền trước và hàng sẽ gửi đến tận đầu giường cho các bạn. Vâng, ok. Một các bạn nghi ngờ chứ, cơ sở vật chất của chúng tôi đây, bò ba đây, các bạn hoàn toàn yên tâm. Đây, yên tâm hoàn toàn mua hàng đây. Đây là các bạn nè. Máy bán 2 cái bánh 1 cái cước.